Xin chào tất cả các anh chị đã quay lại với kênh của chị Huyền này. Hôm nay thì em sẽ cùng các anh chị đi đến một cái tuần làm việc của em để xem là từ buổi sáng đến buổi chiều, buổi tối những cái khung bậc làm việc của em với cả celebrity, rồi là salon, rồi là paper group cùng với họ, với trợ lý mình, những cái công việc trong một tuần thường bận rộn như nào, phải đi ăn tiếp khách ra làm sao. Rất là hy vọng là các anh chị sẽ thích video này. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cùng đi đến hành trình của em trong một tuần làm việc nhé. Một ngày bận rộn, dù có tinh thần như thế nào thì mình vẫn phải cố gắng hồi phục nó. Và hello mọi người, hôm nay là một ngày mới bắt đầu rồi. Và bây giờ mình đang chuẩn bị quần áo, đầu tóc để chuẩn bị đi ra tiệm để mà check tiệm xem như thế nào. Sau đấy là ngày hôm nay mình sẽ có lịch cùng với cả một người phụ nữ là Dior nổi tiếng ở tại giới showbiz bên này, và làm nail cho bà đấy. Sau đấy là tối ngày hôm nay mình sẽ được mời đi đến nhà hàng ăn rất chi là sang trọng và rất khó để book lịch. Thì hôm nay các bạn sẽ cùng đi theo với mình nha. Didi, say hello. Hello. Đang làm cái gì á? Đang làm cầm hai. Đang cầm hai để chữa lành tâm hồn. Hoa này hoa gì vậy mình? Hoa này hoa hồng, mọi người có nhìn thấy là rất nhiều loại hoa. Hoa này á, là những bông hoa ấy, là nó sẽ chữa lành tâm hồn cho mình. Đây là cái cách mà mình cũng đang chỉ cho mọi người khi mà mọi người bị buồn hay bị cực chế trong cuộc sống ấy, thì đừng tìm những cái điều gì xấu xa để mà lao vào những cuộc vui gì mà nó làm cho mình cảm giác như là mình tưởng là vui mình quên đi thôi, nhưng mà nó sẽ rất là hại được cơ thể và sức khỏe. Thế nên là mình đã tìm những cái niềm vui mà nó làm cho mình thật sự là thấy bình yên, thì chỉ có hoa làm mình bình yên thôi. Mọi người ơi, bây giờ mình đang trên đường ấy, để đi vào nhà của bà ấy đi. Trời rất là lạnh và trời đang mưa rất là to nữa. Lạnh quá, lạnh quá. Trời hôm nay mưa rất là, cũng là mưa khá nặng hạt á. Anh Quốc mà, tại vì buổi sáng á, thì có thể trời rất là nắng, nhưng mà buổi trưa, buổi chiều thì có thể trời mưa, xong buổi tối thì trời có thể ấm. Mình sẽ cho mọi người xem là ở đây trên đường đi, ở trên London, từng khu một nó sẽ khác nhau như thế nào nhá. Ở bên này trước khi mà mình sang ấy, không như kiểu ở Việt Nam mình đâu ạ. Mình sẽ phải bấm đèn thế này. Rồi, mình phải bấm đèn lúc đấy để mình đợi sang. Ok. Oh, maybe là mình sẽ sang được đường á. Nhìn này, lúc nào đường của London cũng sẽ rất là đông như thế này. Đó. Mình sẽ đi sang, bây giờ đèn xanh rồi, bắt đầu mình sẽ sang nhá. Người ta gọi là London là thành phố lonely mà. Lúc nào cũng mưa. Trời mưa rất là nhiều, cũng hơi giống như cái thời tiết tháng 3 ở Việt Nam mình vậy, lúc nào cũng ẩm ướt á. Mọi người, vừa nãy mình làm xong cho
khách hàng của mình rồi. Và thật sự ra là thì không được quay hình trong lúc làm việc như thế, tại vì cũng hơi private á, thế đâm ra mình sẽ không thể quay được như thế nào. Tôi rất sorry mọi người nhé, mình đang ở nhà bà ấy ra đây này. Còn bây giờ mình sẽ phải đợi Uber. Giờ mình sẽ đi ăn ở nhà hàng The Rich Hotel ở trên gần Green Park ở trung tâm London. Bây giờ mình sẽ về nhà và mình sẽ chuẩn bị dress up và thay đổi trang phục và make up lại để chuẩn bị đi. Đó, bây giờ đang lên trên Uber rồi, vừa lấy bác Uber đến đón thôi. Lúc nào cũng chỉ cả cuộc đời chỉ đi Uber thôi, không thể lái xe được, tại vì công việc của mình rất là bận ấy, mà rất là mệt. Thế đâm ra là chạy liên tục, đi ăn liên tục, đi shooting liên tục và chạy về tiệm liên tục, nên là không thể nào mà học lái xe và cũng không thể nào mà tập trung vào lái xe. Thậm chí có thầy giáo ở bên cạnh mà mình cũng có thể đâm vào xe bus là chuyện bình thường. Thế đâm ra mình rất là sợ, và mình nghĩ cách an toàn nhất là đó chính là có ai đấy lái cho mình đó. Bây giờ mình về rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mặc một bộ đồ và mình xem mình mặc bộ gì nào. Mặc hôm nay không tông hồng nữa, mình sẽ mặc bộ vest trắng. Ok. Bây giờ là mình đang chọn rượu. Và mình đang ở Chester Hotel, một cái khách sạn 5 sao. Nhà 5 sao mà 5 star luxury ở London. Phải book reservation với bàn này rất là lâu. Và bây giờ là đã được get in. Việc của mình sẽ là làm món trứng rán cùng với cheese. Mình sẽ chuẩn bị 3 quả trứng, cheese và lạp xưởng. Chuẩn bị sẵn cái chảo ra. Đây, quá nhà mình có máy rửa bát, lúc nào mình cũng thì rất là lười rửa bát thật sự. Xin lỗi phải chia sẻ điều đấy, nhưng mà đấy là một điều rất chân thành. Mình là một người cực kỳ thích nấu ăn và rất thích phục vụ người khác, nhưng bởi vì do bản thân đã phải làm việc rất là nhiều và bây giờ lại là cuộc sống độc thân nữa, thế đâm ra là mình không có thời gian để mà dành cho nấu ăn nhiều, nhưng mà và cũng không có ai để mà phục vụ cả trừ con gái mình, bởi vì con gái mình thì đang ở Việt Nam cùng với ông bà ngoại. Mình sẽ đánh trứng lên. Mọi người nhìn thấy các bạn. Sau đó sẽ đổ một chút xíu chi vào. Xong cái món này cùng với cả lạp sườn trứng muối nhá. Mọi người ơi, vậy là mình đã chuẩn bị xong món trứng của mình rồi. Và mình định làm thêm ít lạp sườn nữa, nhưng mà bởi vì là cũng khá là nhiều, thế đâm ra là mình sẽ không làm nữa và mình sẽ chỉ ăn cùng với cầm trứng và một đi nước cam. Ok mọi người, ăn rất là nhanh thôi để mà còn đi nữa ạ. Giờ mình sẽ try thử nhá. Nó không đến nỗi tệ lắm ạ, vì là có chi rất là ngon, rất hợp khẩu vị với mình, tại vì mình thích ăn những cái gì béo béo ngậy ngậy. Ok, một ngày năng lượng của mình sẽ phải lấy lại năng lượng và tút lại năng lượng của mình. Vì vậy mà mình sẽ phải cố lên để thực hiện ước mơ của mình. Một ngày bận rộn, dù có tinh thần như thế nào thì mình vẫn phải cố gắng hồi phục nó và về sạn như những ngày bình thường.
kingdom is overthrown. Meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid. Okay, mọi người, bây giờ mình đang trên đường đến chỗ làm việc với cô người mẫu. Thì hôm nay mình sẽ có hai service và sau đó mình sẽ trở về với salon để mà check xem hàng hóa của mình đã về chưa và package to everywhere. Thì maybe đêm nay sẽ là một cái đêm rất là busy đối với mình nếu như hàng về tới nơi. Bây giờ là gần 9 giờ tối rồi. Mình vừa mệt quá và order một đống sushi về ăn, tranh thủ đợi hàng thì một sao hàng đã về rồi. Và đây là hôm nay mình đã phải đợi kho hàng này của mình về. Thì nó vẫn còn bị miss mấy thùng hàng nữa, nhưng mà như quay có hàng để gửi đi tất cả các nước sớm trước đã. Đấy là điều mà mình rất là cảm thấy đỡ mệt rồi. Tranh thủ cái lúc mà mình ngồi đây sẽ làm việc tiếp, và mình sẽ ngồi mình sẽ ăn hết cái đống này. Mọi người sẽ nhìn thấy là mình sẽ không thể ăn hết đúng không, nhưng mình sẽ là người ăn hết đấy ạ. Đấy. Và mình sẽ ngồi làm việc luôn. Mình vẫn đang ở tại salon của mình. Ok. Mình ấy là luôn luôn với một cách giảm stress, đấy là khi mình càng stress thì mình càng ăn nhiều, và khi mình càng stress là mình càng béo. Đợt này mình sẽ rất là béo lên bởi vì mình đang rất stress và rất nhiều công việc và dồn dập vào, đem ra mình ăn rất nhiều. Hôm nay là em thật sự là bị ốm rồi. Cái cổ họng của em nó đau một cách kinh khủng luôn ấy ạ. Nó đau lắm. Mà em thì không bao giờ đi bệnh viện. Thế nhưng mà chắc là hôm nay không biết là cơ thể của mình nó có đầy đủ để mà không đi bệnh viện hay không. Bởi vì em mà mệt quá mới vào viện, vì em là không bao giờ uống thuốc, không mà phụ thuộc một cái gì cả. Thế đâm ra là vào viện cũng chỉ có mệt lắm, cũng chỉ cho phép là ở lại nửa đêm rồi đi về thôi. Bây giờ người ở một mặt mũi đầu tóc tả tơi rối bời lên, bởi vì bây giờ đang phải đóng gần 70 kiện hàng đi ạ, từ lớn nhỏ. Thế đâm ra là tất cả anh chị, rất cảm ơn các anh chị luôn ủng hộ cái nhãn hàng của Thumbnail Academy của em. Và mọi người hãy dành tình yêu thương nhiều hơn thế, và hãy order trực tiếp từ các đại lý của em. Bên nhất là bên UK thì em có cả supply exclusive cho hãng hàng của em, và có đại lý, và cũng có tất cả các educators để mà nhận order, và mọi người sẽ được nhận được những cái tư vấn cụ thể nhất và dịch vụ nhanh nhất. Bởi vì nếu liên hệ riêng qua em thôi thì nhiều khi em nhiều việc quá, em không thể nào mà làm được hết việc được, thì sẽ ảnh hưởng đến các anh chị rất là nhiều, ảnh hưởng đến order. Nên là các anh chị thông cảm cho em. Bây giờ em phải package đi từ Mỹ, từ Canada, từ tất cả mọi thứ, mà gần 70 kiện hàng mà em làm từ đêm hôm qua đến sáng. Hôm qua em ngủ đến tận 5 giờ mới ngủ được, 5 giờ sáng mà ngủ đến có 9 giờ vội vàng tỉnh dậy để mà làm hàng tiếp, để mà kịp gửi đi cho tất cả mọi nơi. Rất cảm ơn các anh chị một lần nữa, và hy vọng mà anh chị sẽ yêu thương em nhiều hơn nhé. Em rất cần tình yêu thương của các anh chị. Cảm ơn các anh chị, và những ai nhận được cọ thì nhớ là ngày kia nhận được hàng nhé. Mỹ, Pháp, Đức sẽ có mặt trong tuần sau, còn Việt Nam thì sẽ có mặt trong cuối tuần này. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều, và Việt Nam có mặt ở tại Sài Gòn nhé. Thank you các anh chị. Ngày hôm qua là mình cũng có những cái khóa lễ như là hầu đồng, thì không biết là những mọi người ở miền Bắc thì có thể biết qua về những cái phong tục đấy, về tín ngưỡng đấy, đấy là tín ngưỡng thờ mẫu. Thì bản thân mình thật sự là rất là mệt, hôm nay rất là mệt, bởi vì là hai ngày gọi như làm việc xong rồi đấy, là làm việc xong rồi đến tận nơi lễ, rồi thức thông đêm, rồi lễ cả ngày, rất 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 chi là mệt như vậy. Đấy không phải sự mê tín, mà đấy là tín ngưỡng, mà lòng cái lòng tín ngưỡng của mình dành cho đức đấng tối cao. Mình thì theo đạo Phật và theo luôn cả đạo mẫu nữa. Bây giờ là 1 giờ đêm, mọi người vẫn đang chuẩn bị. Trời, con cho chú lên sóng đấy chú ạ. Chỉ có đưa đây này, đưa đây cho vợ chú nhìn thấy mai chưa? Và cho mượn hàng một bộ quần áo mới. Đúng duyên dáng cô gái Việt Nam đấy. Đức giá đẹp nhỉ. Nhưng mà đi khỏe đâu. Con lên Sài Gòn. Con lên YouTube đấy. Lên YouTube. Sài Gòn, đưa cô lên nào. Đưa hết. Cô thật cô lên thật nha. Đưa mọi người hết lên. Cho nổi tiếng hết luôn. Không, một mình con nổi tiếng, cho mọi người nổi tiếng hết đấy. Cho cô Dung lên sóng. Mua máy mở hàng lấy tiền này. Tôi sống ở đây tâm rất vui và trời em đã sai hay em quá rồi.
Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và xem hết video ngày hôm nay. Và nếu như các anh chị thích video này thì hãy subscribe và like cho kênh của em nhé. Cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị một tuần thật vui vẻ.